Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam mô Bích Tha, thay mặt quý phần Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka sammayang phan te tisakat ne nasaha athang gasamana gatang uposathang yachama dutiyam bimayang phan te tisakat ne nasaha athang gasamana gatang uposathang yachama Tatiyam bhimayang phante tisaratne nasaha athangasamman nagatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Bụt Đà Hằng Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thăng Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng. Sangkhang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bhikkhu thang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Tutiyam bi thammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam bi sangkhang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi sangham saranam lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bana ti ba ta vera mani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna da na Vera mani sikha badang sammayami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya Vairamani Sikha Badang đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura mê chấp ma đáp tha na vệ rạ mạ ni sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Supra me sayamachappamana vechamani sikkhapadang đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
vì ca lâu phụ na huệ mạn ni thích kha bà đăng samma diyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikala phô chân na Vê cha mang ni sikha bát đăng sammā diyāmi Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Na chẳng ý ta và đi ta vi su u ka đa sa na ma la gần tha bi đề đa ra na man đa na vi bu u sa na tha na we ra ma ni sik khang sa ma di ya mi nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchajitavadhitavisu kadasana malagantavilepanatha janamandanavifusanathana vechamani sikhapadang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Úc cha si ya na ma ha si ya na Vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi Đệ tử không sử dụng vàng tọa cao sang. Úc cha sa ya na ma ha sa ya na Vệ cha ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Im mang athang gassamana gatang buddha panya tang upo satang im mang charatin im mang chadiwasang sammadeva afirakitum sammadiyami chúng con nguyện tăng nghiêm bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani athasikha badani uposasi vlasena imang jaratani manjidivasang sa tukang katoa apmamadena sammatthi tập giới. Hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sila na sukha tanh ti sila na phô ca sambara sila na ni phô tanh yên ti ta sa ma sila ngu so tha ye người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh. Xá thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân cầu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung.
Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabbe devata sabba nukha vena sada sati bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabbe devata sabba dhamma nukha vena sada sati bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabbe devata sabba sangha nukha vena sada sati bhavantu te. Tất cả vô hạn có nên người cầu xin chư thiên hộ trợ, do nhờ của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Nam mô Bụt Thầy, chúng con lễ và thành kính tri ân tịnh tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Tế Siêu, ngài Hòa thượng Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Sa thú kính cảm ơn cô Như Pháp. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Hoài Ngọc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Hoài Ngọc đã làm đệ tử ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thâm Má trên mạng internet qua bao khóp Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022 Phật lịch 2566, môn học tương ương bộ Samyutta Nikaya, bài 2 lẫn quẩn luân hồi, kinh Udaya Udaya Sutta, chương 7 tương ương Bà La Môn phẩm cư sĩ, do ngài Hòa thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy và học ngày hôm nay. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ tam bảo, kính chào và thượng giác đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Hợp Đăng cùng chư tôn đức, thượng chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, nếu không đọc vào những bài kinh ở trong tương ưng hoặc là trong những bộ kinh khác thì chúng ta khó biết về cái hành trạng
quá độ chúng sinh của Đức Phật. Ngài quá độ chúng sinh bằng nhiều thể thức. Hiếm có trường hợp là Đức Thế Tôn Ngài dùng đến thần thông, như là tiếp độ cho ba đạo sĩ thờ lửa Kaspa. Còn lại thì đa phần là tiếp độ bằng những kính đức tham nhẫn của Ngài, hoặc là những cái cách gì này trả lời khiến cho họ nhận ra được cái chân lý, và họ bị Đức Phật này cảm hóa, được Đức Phật cảm hóa, họ quy y hoặc là họ xin xuất gia. Trường hợp hôm nay của Bà La Môn Ố Đề Giác là một trường hợp khá đặc biệt về cái hành trạng quá độ của Đức Phật. Thông thường thì Đức Thế Tôn này đi khất thực, hôm nay ở xếp nhà này, mai ở xếp nhà khác. Cái phòng có đi đến một chỗ liên tục, bởi vì Ngài dạy các vị tỳ kheo rằng khi mà vị tỳ kheo đứng một chỗ đứng khất thực thì người ta sẽ nghĩ rằng hóa ra các vị sa môn này lười biếng đi xa, cho nên cứ đến đây để có được cái miếng ăn. Cứ như thế Đức Phật Ngài chí mình lực cho các vị tỳ kheo về cái sự khất thực. Nói với bản thân Ngài thì cũng như thế. Tuy nhiên cái trường hợp đặc biệt này là vì đối với Bà La Môn này, Đức Phật Ngài biết rõ muốn giáo hóa ông ta thì phải tạo cho ông ta một cái ấn tượng. Và thế là Đức Phật Ngài ba ngày liên tục đi đến tại nhà của ông ta. Ông ta cũng tốt bụng đó, lần nào Ngài đến thì ông ta cũng cúng dường một giá cơm. Nhưng mà rồi ông ta cứ cầu nhào vun đắp vun năng à gái tí. Cô dân Samadho Gautamo Vunapunan Agachati. Ông ta cứ cầu nhào Samadho Gautama thật là tham ăn, đi đến mãi nướng như vậy. Nhưng mà lần đầu thì ta cũng cúng dường đầy đủ, nhưng mà sau cùng thì Đức Phật Ngài đã dùng cái lời cầu nhào của ông ta đi đến mãi mãi, đến hoài 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 gì, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ngài dùng cái thể ngu nó cũng năng để Ngài đọc lên cái bài kệ và khiến cho ông ta hiểu vấn đề, và ông ta đã trở thành đệ tử của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái giai thoại đặc biệt này được diễn giải rộng rãi bài kệ mà Đức Thế Tôn đã thuyết về cái sự lẫn quẩn luân hồi do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Tu Nữ Như Pháp đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Nam mô Bụt Thầy.
sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Trầy Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu, con xin được đọc phần chánh văn. Bài 2 là quẩn kinh Udaya Sutta, chương 7, tương ưng Bà La Môn phẩm cư sĩ. Bài kinh này ghi lại một giai thoại khá đặc biệt về hành trạng hóa độ của Phật. Ngài đã đến nhà một Bà La Môn khất thực liên tục 3 ngày chỉ để chờ nghe một câu nói biếm nhẹ chơi vai. Gia chủ vẫn 3 lần đặt cơm vào bình bát, nhưng lần sau cùng kèm theo một lời chỉ trích với thành ngữ bún nắp bún năng. Hết lần này tới lần khác, Đức Phật chỉ chờ câu đó và nói lên kệ ngôn dài mà hầu hết khởi đầu bằng chữ, bằng từ ngữ đó. Trước tâm trạng của ông Bà La Môn khó chịu về một điều lặp đi lặp lại, Đức Phật dùng câu nói của ông để mô tả về sự tái diễn bất tận đáng chán của vòng luân hồi mà chúng sanh vì vô minh vẫn mãi tham đắm. Người ta vốn không ưa những bổn cũ soạn lời, thường vô nghĩa nhưng không đủ sáng suốt để buông xả những quanh quẩn trong cuộc trường sanh. Vì lợi ích cho một người mà được Thế Tôn một vị bỏ ngai vàng, đấng Pháp Vương vô lượng, đã lui tới 3 lần chỉ để nhận bát cơm và lời chỉ trích lòng từ bi của Phật thật vô lượng. Kinh văn: Tại Sa Quá Thí. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, cầm bát và y kép đi đến trú xứ của Bà La Môn Udaya. Bà La Môn Udaya đặt vào bình bát của Thế Tôn đầy cơm. Lần thứ hai, Đức Thế Tôn đắp y, cầm bát và y kép đi đến trú xứ của Bà La Môn Udaya. Bà La Môn Udaya đặt vào bình bát của Thế Tôn đầy cơm. Lần thứ ba, Đức Thế Tôn đắp y, cầm bát và y kép đi đến trú xứ của Bà La Môn Udaya. Bà La Môn Udaya đặt vào bình bát của Thế Tôn đầy cơm và nói: Sa môn Gotama, quả là tham lam tới đây lặp đi lặp lại. Thế Tôn: Lặp đi lặp lại gieo trồng hạt, lặp đi lặp lại trời mưa tuôn, lặp đi lặp lại năm khu cài, lặp đi lặp lại lúa đơm bông, lặp đi lặp lại hành khất sinh, lặp đi lặp lại người bố thí, lặp đi lặp lại do bố thí, lặp đi lặp lại người sanh thiên, lặp đi lặp lại vắt bò sữa, lặp đi lặp lại bê tìm mẹ, lặp đi lặp lại mệt và lo, lặp đi lặp lại vào bào thai, lặp đi lặp lại sanh rồi tử, lặp đi lặp lại xác tống tán. Nhưng khi liễu đạo màu không còn tải sanh nữa, với tuệ giác cao rộng không lẫn quẩn luân hồi. Khi được nói vậy, Bà La Môn Udaya bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai trong giả Gotama, thật vi diệu thai trong giả Gotama, diệu pháp được trong giả Gotama hiện bài như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bài những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tối tăm để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Con trọn đời quy ngưỡng. Thích nghĩa: Theo sớ giải thì Đức Thế Tôn đến nhà Bà La Môn Udaya lần thứ hai là ngày hôm sau và lần thứ ba là hôm sau nữa. Chánh văn bài kinh khiến người đọc có cảm tưởng Đức Thế Tôn đến ba thực tực tại một nhà cùng ngài, điều mà Phật cấm chế trong luật xuất gia. Chữ Bát Khát Tha Cá nguyên nghĩa là làm phiền, nhưng theo sớ giải ở đây nghĩa là tham ăn. Ra sát Nhít Thá. Bài hôm nay do ngài Hòa thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng giới Như Pháp lắng tâm thanh tịnh,
cung thỉnh Pháp Sư, trước kệ Pháp Sư, cứ khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải bài học ngày hôm nay, và con kính tri ân Sư cho con biết được tín hiệu. Thọ Đức Phật viên thành chánh giác, ngâm đạo màu diệu pháp cao thâm. Phật văn chưa chuyện pháp lưng, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch thể tôn muôn nghìn nặng đức, pháp vô biên mãn túc khai hoa. Mong ngài chuyện pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đo vương cao đó là mặt hồ. Đó còn tận đại mụn nhớ, chúng sanh căn trì tò mờ khác nhau. Vì bi mận ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quận mây. Chúc duyên chúc phước Bồ Đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phủ phục, lời thiệt tha bi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết tung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trọng pháp, ma giống đêm thâu tỉnh giác mộng trường. Dạy dầu nắng gió tuyết sương, hoàng khai giao hóa mở đường độ sinh. Bởi cơ tích sự tình ngày trước, đại phàm thiên mày được tán vực tán dương. Kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nói đường từ bi. Hàng tiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng cầu chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính nhân bích đến xưa. Alo, bữa nay chúng tôi nghe thì rất là khổ, mà không biết là chúng tôi nói quý vị nghe có được tốt không. Và nếu quý vị thấy tốt được thì chúng tôi cũng rất là mừng. Và con pháp đăng kính đảnh lễ ơn Đức Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, kính đảnh lễ ngài Hòa Thượng Thầy Siêu, ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, ngài Đức Tệ Tri, ngài Đức Tệ Đức, cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, thân chào quý Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì chúng ta học một cái duyên sự. Và cái duyên sự này đó thì Đức Phật này nói lên cái sự quẩn quanh của sự luân hồi, và nói cho một vị bà la môn U Đa Giá. Thì chúng ta biết rằng khi một người có duyên được Đức Phật đến đó, thì chúng ta thấy rằng cái duyên của họ cũng rất là kỳ lạ, có nhiều cái chuyện mà Đức Thế Tôn này thấy được và ngài đã làm cho sáng tỏ cái tuệ giác nơi cái người đó. Và chúng ta học tới hay là chúng ta đọc trong những câu chuyện pháp cú đó, thì chúng ta thấy có nhiều khi đó Đức Phật thì muốn độ một người nào đó, ngài phải thuyết đến
Ngài phải đi tới cả tháng trời như vậy đó, hoặc là 3 tháng trời như vậy. Quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú cũng kể lại Đức Phật ngày đến ông Bà La Môn, ông làm ruộng, ông làm ruộng, và từ lúc mà ông dọn đất cho đến lúc mà ông chuẩn bị cắt lúa đó, ông có cái suy nghĩ rằng từ ngày mình làm ruộng tới giờ không có ai hỏi thăm mình đó, chỉ có Sa Môn Gotama hỏi thăm thôi, và hỏi hoài hoài như vậy đó, cho đến lúc mà cái ngày cuối cùng ông vô thăm ruộng thì ông thấy lúa chín như vậy, thì ông mới suy nghĩ rằng ta hãy cắt lúa rồi ta sẽ cúng dường Sa Môn Gotama một phần, gọi là giống như là một người bạn vậy. Nhưng mà Đức Phật thì biết rằng á, ông á, sẽ không gặt được lúa đó, một trận lũ thì lúa đã trôi mất. Nhưng mà Đức Phật này sẽ thuyết giảng cho ông nghe để ông biết được, biết được cái phiền não á, nó nảy nở, cái sự thân ái đó nó sẽ sanh ra. Và chúng ta thấy trong đó nói rằng ai ai còn cái ái dục nó sanh lo âu, ái dục sanh sợ hãi đó, ai dứt trừ tham ái không sầu đâu sợ hãi. Thì ông Bà La Môn này ông nghĩ ngài tới thăm như vậy đó, rồi cái thân tình ông có ngày ngày như vậy, nhưng mà tới lúc mà lúa mà trôi mất vậy, ông vào ông thấy ông buồn khổ đó, ông buồn khổ vì lúa không còn nữa, làm sao mà giờ là để cúng dường hay là để cho cái người bạn mình mà suốt mấy tháng trời hỏi thăm mình như vậy. Thì Đức Phật này biết và người thuyết, ông nghe ông tỉnh tính được, ông tỉnh tính được, ông hướng tâm đến sự thật được. Thì chúng ta cũng thấy ông Bà La Môn này đó, ông Bà La Môn này, Ú Đa Giá này cũng vậy. Vì thường thường chúng ta biết rằng chúng ta sống trong sự khổ, nhưng mà chúng ta không biết. Và chúng ta làm được cái thiện sự công đức á, thì chúng ta lại không muốn làm. Chúng ta không muốn làm. Chúng ta chỉ muốn làm một lần hai lần vậy thôi. Chứ chúng ta không có muốn muốn làm thường xuyên. Và chúng ta biết rằng Đức Phật á, từ ngày biết rằng chỉ có những người mà họ làm việc thiện thường xuyên đó thì họ mới chứng ngộ được đạo quả. Thì thường thường chúng ta thấy cái tâm thiện nó sanh lên, nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để đắc thiền, hay là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để đắc đạo quả, hay là nhập, hay là đắc nhị đạo tam đạo đó, thì chúng ta đều có những cái từ từ cái tâm thiện nó lặp đi lặp lại. Bởi vì chúng ta thấy rằng chúng ta muốn chứng ngộ được đạo quả đó là chúng ta có cái trùng dụng duyên, hay là cái thường cần cái duyên mà chúng ta quen làm việc thiện, chúng ta làm quen như thế nào đó mà chúng ta thuần thục. Nên thường thường quý vị thấy một cái người bố thí mà để chứng ngộ đạo quả, bố thí cho bắt pháp độ đủ đó, thì mình có dư là đi bố thí. Rồi ngày sống ngày nào thì cái tâm mình thấy có dư là đi bố thí đó, thì coi như là cái thiện nghiệp ba la mật bố thí mình coi như mình tròn đầy. Còn nếu mà mình còn cái tâm mà rúng động hay bỏng sẻn thì chúng ta khó có thể chứng ngộ được đạo quả. Và chúng ta cũng không hiểu rằng chúng ta sống được nhờ phước, và chúng ta tái sanh làm người được nhờ phước. Chúng ta không bao giờ mình suy nghĩ như vậy. Nên nhiều khi chúng ta rơi vào khổ cảnh thì nhiều. Và Đức Phật đó là bậc thiên nhân chư đạo sư, ngài vì lòng bi mẫn và ngài thuyết lên cái sự thật. Cái sự thật mà con người đó, nghĩa là sống ở trong đó, nhưng mà con người bị vô minh che đậy tham ái trói buộc, nên chúng ta không có thể nào thấy được cái sự thật này. Thì chúng ta biết rằng đối với ông Bà La Môn của Đại Giá này đó, thì Đức Phật này đến có 3 ngày thôi, có nghĩa là ngày nào ngày cũng đến, nhưng mà ngày chờ ông nói một câu, chờ ông nói một cái câu, nghĩa là cứ lặp đi lặp lại hoài, nghĩa là ông sao mà ông cứ tới nhà tôi hoài vậy đó, tới nhà tôi hoài, ông nhận vật thực hoài như vậy, thì cái từ bố nắp bố năng á. Nhưng mà Đức Phật ngày nói lên cái sự thật. Cái sự thật đó là gì? Có nghĩa là một cái người mà muốn được tái sanh làm người đó phải nhờ cái sự bố thí. Cái vị sa môn sống mà tu hành phạm hạnh phải đi khất thực hàng ngày, hay là cái người ăn xin phải ăn xin hoài như vậy đó, để nuôi cái thân xác này. Rồi nếu một vị sa môn đó, thì phải khất thực hoài như vậy đó, vì chúng ta biết rằng đoàn thực là để nuôi cái thân này. Chúng sanh duy tồn do vật thực, có nghĩa là đối với cái thân này Đức Phật thì biết cái quả hiện tại là chúng ta có cái thân này, có cái thân thức á, thì chúng ta
không ăn thì nó sẽ thọ khổ. Cái thân thức chúng ta nó đói khát đó, đó là một nỗi khổ kinh khủng. Hay là tắm rửa giặt giũ, hay là trần truồng không có chỗ đại tiện tiểu tiện, đó là nỗi khổ. Chúng ta có cái thân này, chúng ta cần phải có cái sự tương đối cho cái thân này được an ổn để thực hành phạm hạnh đó. Chúng ta hiểu như vậy. Thì ông Bà La Môn này cúng dường bữa thứ nhất cũng cúng, bữa thứ hai cũng cúng, nhiều bữa thứ ba đó ông có vẻ, ông có vẻ là ông muốn giống như là nó muốn nói khéo vậy đó. Nhưng mà Đức Phật thì ngài biết và ngài nói đến cho ông hiểu đó. Bởi thường thường chúng ta nếu mà hiện tại chúng ta cứ đọc những cái bài kệ như là năm nhân quá khứ lớn tai, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về thật về sau quả lại thì là cũng năm. Mình đọc như vậy mà nếu mình đọc mình hiểu từ từ đó, mình hiểu được cái sự luân hồi là sự lặp lại thôi. Cũng năm nhân năm quả, năm nhân năm quả, năm nhân năm quả, cứ lặp lại hoài vậy đó. Như vậy nhưng mà chúng ta không hiểu, đó là chúng ta có phước chúng ta được sanh làm người đó quý vị. Còn nếu mà chúng ta không có phước đó thì chúng ta còn thê thảm hơn nữa. Chúng ta cũng năm nhân năm quả nhưng mà chúng ta lại tái sanh vào con trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. Mà chúng ta rất là khó để mà được tái sanh làm người, và rất là khó. Vì chúng ta sanh làm người chúng ta mới tạo được những thiện sự công đức. Và nếu mà chúng ta không hiểu được như vậy đó thì quả thật là chúng ta đã không làm cho mình để tiến bộ được. Vì nếu mình muốn làm cho mình tiến bộ đó thì mình phải hiểu cái thân của mình đó, ngày nào cũng ăn. Rồi cái thân của mình ngày nào cũng đại tiện tiểu tiện, rồi cái thân mình ngày nào cũng uống, rồi cái thân mình ngày nào cũng tắm rửa giặt giũ, rồi cái thân mình ngày nào cũng ngủ nghỉ hết, cái đó là ngày nào cũng làm hết. Nếu mà chúng ta tu hành, chúng ta suy nghĩ, Đức Phật này dạy về giáo lý thập nhị nhân duyên, từ vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, rồi tiếp tục vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Mình cứ đọc đi đọc lại hoài như vậy mà suy nghĩ, thì mốt mình chắc mình cũng giống như Bà La Môn này, nghe Đức Phật ngài nói rằng cứ lặp đi lặp lại rồi mình sẽ hiểu được cái sự luân hồi, và mình sẽ hướng đến cái tâm để chấm dứt luân hồi. Vì chúng ta giống như là chúng ta đứng ở trong cái bánh xe vậy đó, nó cứ quay lên rồi nó quay xuống, rồi nó quay lên rồi nó quay xuống, nó quay lên quay xuống. Cũng giống như trái đất này, mặt trời nó cứ quay quanh mặt trời, nó quay hoài cho đến lúc nào mà nó không còn tồn tại được, nó tiêu hoại thôi. Thì chúng ta cũng giống như cái sự vận hành của địa cầu này, nó vận hành ngoài như vậy, nếu mà nó ngưng vận hành là chúng ta sẽ chết. Và chúng ta cũng vậy đó, chúng ta có đất nước lửa gió, chúng ta có những cái sắc vật thực duy trì cái thân này, nếu mà ngày nào sắc vật thực không duy trì thân này chúng ta sẽ chết. Và tất cả các loài đều như vậy hết chứ không phải riêng chúng ta quý vị. Cái loài nào cũng vậy hết, nó phải ăn uống ngủ nghỉ, nó cũng phải có. Chúng ta thấy những cái loài mà nhiều cái mình ngồi mình suy nghĩ đó, những cái con cá nhà tán, những con cá mà nhà tán nó bự như vậy đó, hay là mình nói rằng con cá, cá những con cá bự thật là to như vậy đó, nó ngủ một ngày năm ba phút, 10 phút, 20 phút gì, nhưng mà nó cũng phải ngủ cái gì, rồi nó có nửa cái bán cầu để thức, nửa bán cầu để ngủ. Có nhiều loài khi mình các nhà khoa học có nói cho mình nghe đó, mình nghe có voi xanh nó quý vị, nó ngủ nửa bán cầu bên đây, mà nó ngủ cực kỳ ít, là nó ngủ có 5-10 phút gì hay là tiếng hồ gì thôi. Như vậy, và nó ngủ rồi thì nó đúng nó bơi đứng như cây cột vậy đó. Có những lúc chúng tôi coi chúng tôi thấy như vậy đó, để mình thấy rằng có nhiều khi đó có những loài đó nó ngủ cách này cách kia, rồi loài nào cũng vậy hết đó. Con người chúng ta đó cũng vậy. Cái lúc mà chúng ta được thoải mái thì chúng ta nằm, chúng ta ngủ. Rồi có lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta bị ngủ gục thì cái nợ nó cũng có những trường hợp như vậy. Nhưng mà cái đó nó lặp đi lặp lại hoài quý vị. Ngày nào chúng ta cũng ăn, rồi ngày nào chúng ta cũng phải ngủ hết á. Rồi ngày nào chúng ta cũng tắm rửa hết. Nhưng mà nếu chúng ta mà nghe Đức Phật rồi thuyết về cái giáo lý tập dị nhân duyên, cứ năm nhân năm quả, năm nhân năm quả, thì chúng ta thấy rằng ái thủ, hệ ái thì có thủ. Thủ thì phải có cái gì để thủ, phải là hữu. Ví dụ quý vị nói rằng ái là mình ưa thích cái gì, thì ưa thích một người ưa thích ăn bánh bông lan đi thì phải có bánh bông lan. Ái thì mình phải có thủ, đem bánh bông lan, làm bánh bông lan để dành bánh bông lan, có nghĩa là phải có hữu. Hữu phải có hành, có nghĩa là mình làm gì để có cái bánh đó. Như vậy thì chúng ta thấy ái là chúng ta ưa thích, thì phải có cái gì để mà chúng ta ưa thích, cái đó là thủ. Mà thủ á, thì nó phải có cái gì để thủ,
thì cái gì đấy mà chúng ta cầm nắm đó là, nó gọi là hữu. Hữu thì chúng ta có sanh. Như vậy á, thì chúng ta có sanh ra thì chúng ta phải cái gì, phải có sự nuôi dưỡng cái sanh đó. Ví dụ chúng ta muốn có con chó, chúng ta đem con chó về thì con chó nó phải ăn uống ngủ nghỉ, rồi phải có chỗ nó ỉ nó đái, rồi phải cho cái máng cho nó ăn, phải cho có mền mùng hay là cái tấm gì cho nó nằm nó ngủ, rồi phải che mưa che gió cho nó, nếu mà mưa gió thì cũng không được, nó phải nó lạnh nó bệnh này kia nọ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hễ có sanh thì có bao nhiêu cái sự khổ. Nên nhiều khi quý vị thấy trong giáo lý thập nhị duyên có nói đó, nhiều khi mình không có sanh thì không có khổ, nhưng mà tại vì mình có sanh ra đó là ngày nào mình cũng phải ăn hết, rồi ngày nào cũng đại tiện tiểu tiện, rồi ngày nào cũng ngủ nghỉ, ngày nào cũng tắm rửa giặt giũ, rồi thậm chí bây giờ có ăn đi đó, mà mình già quá đó, mình ăn rồi mình nằm hoài mình cũng bệnh nữa quý vị. Để bệnh đó, nghe nó bệnh sợ quá thì mình phải chạy bộ, phải đi tập thể dục 4-5 giờ sáng, rồi phải làm sao ăn uống kiêng cử để cho sống lâu. Nên chúng ta thấy rồi, nếu mà chúng ta làm mà trái cái quy luật, có nghĩa là cái quy luật vận hành của con người chúng ta đó, rồi nếu mà trái quy luật đó chúng ta sẽ mất khuynh hướng, hay là cái sự phát triển của chúng ta nó không có nhịp điệu, và chúng ta sẽ sanh ra những cái chứng bệnh. Nên nhiều khi quý vị thấy bệnh của mình đó, thì do vật thực sanh ra bệnh nè, rồi do thời tiết sanh ra bệnh nè, do tâm sanh ra bệnh nè, do nghiệp sanh ra bệnh. Như vậy rồi khi mà chúng ta ăn vật thực nó sanh ra bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mình ăn thiếu cũng bệnh, thiếu là vì thiếu chất. Ví dụ chúng ta ăn thiếu chất thì nó bị tụt đường, tụt canxi, huyết áp tụt được chứ nữa. Rồi nếu mà chúng ta ăn dư đó thì tăng áp huyết, rồi tăng đường, tăng mỡ, tăng đủ thứ hết. Nên quý vị thấy con người của chúng ta đó, mà chúng ta ngày nào cũng ăn, nhưng phải ăn như thế nào đó để đừng bệnh. Rồi ngày nào cũng ngủ, mà ngủ như thế nào để đừng bệnh. Có nhiều người ta nói rằng mày ngủ quá mà tao thấy mày bệnh dữ lắm đó. Mình ngủ nhiều quá nó cũng bệnh. Nên Đức Phật này dạy 4 quan nghi được là đi đứng nằm ngồi. Còn nếu mà mình ở mỗi quan nghi nào nhiều đó thì mình sẽ bệnh quý vị. Nên có nhiều người đó đi, họ đi làm trong siêu thị, họ đứng hoài đó, họ đứng hoài họ bệnh. Nên đó, chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta là như vậy. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Ngày nào chúng ta cũng đi làm, rồi ngày nào chúng ta cũng ăn, rồi đại tiện tiểu tiện, tắm rửa giặt giũ, rồi ngủ nghỉ. Đó là những cái căn bản, những cái khổ mà căn bản đó. Chúng ta ai cũng không tránh khỏi, thánh hay phàm cũng không có tránh khỏi. Nhưng mà những cái khổ của lòng tham muốn là khác nữa. Bởi vì chúng ta thấy có 5 cái quả hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nếu mà chúng ta có thức đi tái sanh á, thì tạo thành thân tâm. Danh sắc á, nghĩa là danh tục sinh, sắc tục sinh. Danh sắc á, thì có lục nhập, có nghĩa là chúng ta hình thành con mắt ở trong thai bào, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân. Hễ lục nhập á, thì chúng ta có nhãn nhập, thì có để có nhãn xúc. Thì vì chúng ta có thần kinh nhãn thì chúng ta phải thấy cảnh sắc. Do thức nương vào cái thần kinh nhãn để bắt cảnh sắc, thì lúc bấy giờ gọi là nhãn xúc thì nhãn thọ thì có sắc tưởng, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó lặp lại hoài như vậy. Hễ mà sanh lên con mắt thì chúng ta là gọi là lộ nhãn môn, sanh lên lỗ tai thì gọi là nhĩ môn, lỗ mũi thì tỷ môn, lỗ miệng miệng thì thiệt môn, lỗ thân thì thân môn, lỗ ý môn. Mà cái lỗ nó sanh lên nó cứ từng tự thứ lớp giống y với nhau thôi. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp đúng động, hộ kiếp dứt dòng, khai môn, ngũ xong tức tiếp thâu, thầm tận đoán định, động lực. Na cảnh, cảnh lớn. Rồi cảnh lớn, vừa lớn thôi thì chót động lực. Cảnh rất lớn thì chót na cảnh. Cảnh nhỏ thì chót đúng động hay chót thầm tấn vậy đó. Thì tùy. Cái tâm của chúng ta cứ lập đi là những cái lộ như vậy. Nó hãy sanh trong cái lộ đó thì nó có những cái ký tự như vậy. Nhưng mà rồi cũng khi mà chúng ta thấy những cái điều đó, cái khi mà kêu mình học quá thì mình nói khó quá. Nhưng mà thật sự ra cái tâm chúng ta ngày nào nó sanh cũng như đó thôi. Mà chúng ta cần biết mà không chịu biết. Nên Đức Phật nói khi mình biết vậy mình mới thấy luân hồi là khổ, mình mới chấm dứt luân hồi. Nhưng mà có nhiều khi mình cũng than khó học. Nhưng mà thật sự cái tâm của mình, Đức Phật này giải trong cái tâm mình. Và cái tâm mình nó có những cái bất thiện sanh khởi. Và cái gì là thiện sanh khởi? Cái bất thiện thì chúng ta thấy thân của chúng ta nó sắc sanh, trộm cắp, tà dâm.
Rồi bất thiện của khẩu là nói ác, nói đâm thọc, để thiêu dệt, nói nhảm nhí vô ích. Bất thiện của ý nghiệp là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Nhưng mà là chúng ta có nhiêu đó thôi, nhưng mà xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, và cứ lặp đi lặp lại hoài nữa, rồi nó đưa chúng ta vào địa ngục cũng nhiêu đó, cũng do tham, tà kiến đưa chúng ta đi vào địa ngục. Rồi chúng ta sanh vào ngã quỷ là do chúng ta tham bỏng sẻn, chúng ta sanh làm ngã quỷ. Rồi chúng ta sân hận nhiều, chúng ta sanh làm Atula. Và chúng ta tham thì chúng ta sanh làm súc sanh. Từ khi nào chúng ta có những cái tâm thiện, làm việc bố thí, thì giới, tu thiền, thính pháp, cung kính, phục vụ, hữu phước, tùy hỷ phước, thính pháp hay thuyết pháp hay cải chánh tri kiến, thì khi mà chúng ta có những việc thiện đó, những cái tâm thiện đó đó, thì chúng ta mới được sanh, được làm người, làm chư thiên. Và khi là chúng ta đắc thiền, chúng ta sanh lên ba cõi sơ thiền, giới sơ thiền, chúng ta đắc. Như vậy Đức Phật dạy những cái đó nó lặp đi lặp lại hoài như vậy thôi. Hãy đắc được sơ thiền, sanh lên ba cõi sơ thiền, do tính tấn định, định tuệ mạnh, do dục tập dục cần tâm thẩm mạnh yếu, sanh lên làm đại phạm thiên, là vua trời phạm thiên, là phạm chúng thiên, là quan trời phạm thiên, là phạm phụ thiên, là quan trời phạm thiên, phạm chúng thiên, là dân trời phạm thiên. Như vậy cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy thôi. Nên khi mà chúng ta đó mà thấy những điều Đức Phật này dạy, để chúng ta biết nó lặp đi lặp lại hoài trong sự luân hồi, và chúng ta cần phải biết nó như vậy đó, thì khi mà Đức Phật này nói rằng nếu mà ngươi muốn thoát ly luân hồi đó, là ngươi cần phải biết, và khi biết như vậy mới sanh lòng nhân. Kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng cầm mic trở lại ạ, trong room không còn nghe âm thanh của thượng tọa nữa. Alo. Cái đường nét này, cái đường nét bữa nay bị mưa quá, mà không biết nó mưa quá rồi nó bị sao mà nó cứ chập chờn vậy. Nên ở đây Đức Phật này nói rằng lặp đi lặp lại chúng ta gieo trồng, nếu mà người nông dân á, thì họ cứ gieo trồng hoài như vậy. Rồi chúng ta thấy rằng nhá, nếu mà cái người nông dân gieo trồng mà không có trời mưa đó, thì chúng ta gọi là bị hạn hán, thì thất mùa, sự gieo trồng nó không có gặt lại được. Nhưng mà nếu mưa nhiều đó, thì chúng ta cũng thấy nó cũng bất ổn. Và Đức Phật này nói rằng cái sự gieo trồng để thu hoạch, rồi trời mưa đó để nuôi dưỡng. Nên ở trong kinh Tương Ưng này chúng ta học mai mốt nó sẽ có những cái câu kệ. Ai nuôi kẻ nhắc xiên, cái như là mưa rào nuôi kẻ nhắc xiên quý vị. Bởi vậy cái người mà làm biếng thì trời mưa xuống thì lúa nó mọc. Nhiều khi quý vị thấy lúa dại nó mọc, người ta đi cắt lúa dại đó, hay là lúa chét đó, do mưa đó thì cái lúa chét nó người ta cắt rồi nó lên cái bông lúa chét nhỏ nhỏ, người ta đi mót người ta ăn. Như vậy thì trời mưa đó nuôi cái kẻ nhát hay người xiên. Người xiên á, thì trời mưa đó thì họ trồng lúa, họ gặt lúa họ ăn. Cái người lười biếng á, thì cũng nhờ mưa rồi rau cỏ rồi lúa chét rồi nó có, rồi họ lấy họ cắt họ ăn. Nên á, có mấy cái vị chư thiên hỏi Đức Phật á, là ai nuôi kẻ nhát xiên, ai nuôi kẻ nhát xiên á. Đức Phật nói rằng mưa đó nuôi kẻ nhát xiên, mưa rào nuôi kẻ nhát xiên đó, nghĩa là trời mưa rào đó sẽ làm cho cây cối nó xanh tươi và cái người có ăn. Và thường thường quý vị hay nghe người ta nói là làm chơi ăn thiệt, mấy người làm biếng đó họ lấy thay người ta đào, người ta bỏ phân, bỏ đồ phân bò rồi đẹp kia nọ, mấy người mà lười biếng họ lấy cái cuốc họ móc 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 chút xíu thì họ bỏ cái cây xuống, nhưng mà cái cây nó lên rất là tốt và nó cho rất là nhiều quả. Như vậy thì trời mưa đó nuôi cái kẻ nhát hay kẻ xiên, người xiên người nhát gì trời mưa cũng nuôi hết. Và muôn thuở là như vậy quý vị. Nếu mà chúng ta thấy những cái địa cầu nào mà không có nước á, thì chúng ta không sống được. Bởi vì chúng ta, cái thân sắc của chúng ta nó là sắc tứ đại. Những cái gì trong thân chúng ta nước á, nó là thuộc về thủy đại. Cái gì trong thân chúng ta cứng hay mềm thuộc về địa đại. Cái gì trong thân chúng ta lay động căn phòng chúng ta gọi là phong đại. Cái gì nóng hay lạnh chúng ta gọi là quả đại. Như vậy thì cái quả đại này đó là cái sắc thân chúng ta.
Và cái xác thân này nó được hình thành muôn thuở là như vậy. Có nghĩa là cha mẹ của chúng ta nó được ông bà của chúng ta sanh đẻ ra, và ông bà chúng ta sanh đẻ cũng có tinh cha quyết mẹ, rồi nghiệp thức, rồi cái thời kỳ phụ nữ thụ thai, thì có cha chúng ta hay là mẹ chúng ta, rồi cha mẹ chúng ta đó là có chúng ta cũng y như vậy thôi. Và những cái gì mà được ăn uống đó, được ăn uống nó kết tinh, nó kết tinh từ cái người nam, nó kết tinh lại, rồi từ cái người nữ nó cũng kết tinh lại, rồi cái nghiệp và cái thức á, rồi đi tái sanh vào cái chỗ đó và chúng ta nhận là cha là mẹ. Và cha mẹ chúng ta đó thì nuôi chúng ta, nên Đức Phật là cha mẹ nuôi con cho vay nợ mới, con nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Mà muôn thuở chúng ta đều phải như vậy hết quý vị. Nếu mà chúng ta không làm như vậy, người ta gọi là bất hiếu. Mình được cha mẹ mình nuôi đó thì mình phải nuôi cha mẹ mình lại, gọi là trả nợ cũ. Mà cha mẹ mình nuôi mình gọi là cho vay nợ mới. Và cha mẹ mà cho vay càng tốt đó thì cái quả nó cũng tốt. Ví dụ mình nuôi con cái của mình tốt đó, thì mai mốt mình tái sanh lại mình gặp vô cái chỗ tốt. Còn mình mà nuôi con của mình đó, mình bỏ quăng này kia nọ thì mai mốt mình cũng bị quăng bỏ như là công tử cung phát khô xá cá gì đó, quý vị cũng bị quăng bỏ như vậy. Thì những cái điều đó được Đức Phật nó lặp đi lặp lại hoài như vậy. Lặp đi lặp lại hoài như vậy thôi. Ví dụ cái người bố thí, do bố thí được sanh thiên, thì chúng ta thấy đây là Đức Phật này nói rằng đây là một cái hạnh tu ba la mật. Một cái người mà hạnh bố thí như vậy đó, cái người bố thí thì được màu da, nên Đức Phật này nhân kính cung thỉnh tượng tòa pháp đăng cầm mic trở lại, trong rừng không còn nghe âm thanh nữa. Dạ, xin thỉnh thì tổ Phúc Đăng Khoan Kỷ cầm mic trở lại. Ở trong lớp học con không nghe được nữa. Thưa Phật tử, có lẽ là Thượng Tọa Pháp Đăng đang gặp trở ngại đường truyền, nên chỉ tôi xin được tiếp lời Thượng Tọa Pháp Đăng trong khi chờ đợi Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc vào nội dung của bài kệ ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy có một cái phản ứng tâm lý thông thường mình nghe có vẻ như là tiêu cực, nhưng mà thật sự đôi lúc trở nên rất là cần. Đó là cái tâm lý chán nản hay là chán ngấy một điều gì đó. Giả sử như vậy, một người có thói quen đi nhậu nhẹt, cứ cuối tuần hay là trong lúc nào có thời gian rảnh thì cứ tụ tập bạn bè đến rồi uống rượu, rồi nói chuyện tán gẫu, rồi chỉ ăn ngủ. Nếu cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại từ năm này qua tháng khác, mà người đó thấy rằng đó là một điều mà không thể thiếu trong cuộc sống, mà không có sanh cái tâm chán ngấy đối với những điều đó, thì nó là một dấu hiệu cho thấy rằng người đó khi thiếu khả năng tỉnh thức. Tại vì sao vậy? Một người mà lâu lâu gặp bạn bè, có một buổi tiệc mà họ thích thú, thì việc đó là việc dễ hiểu. Nhưng mà
Nếu chuyện đó cứ tái diễn hàng tuần và liên tục từ năm này qua năm khác, thì điều đó chứng tỏ rằng người đó không có một cái lẽ sống nào tốt hơn, không tìm được một cái hạnh phúc nào cao thượng hơn. Do đó người đó luôn luôn sống với điều đó. Và vấn đề của một người mà cứ tái diễn liên tục một điều mà tự mình nó trở thành một cái chuyện lặp đi lặp lại không gỡ ra, thì rõ ràng là cái cuộc sống không có được nâng cao, mà nói theo Phật Pháp là không có tinh thần hướng thượng. Bởi vì cái tâm tư mà chán ngấy, một cái tâm tư mà yểm ly, chỉ yểm ly là một chữ khác trong chữ Hán để chỉ cho sự chán ngấy, chán nản, nghĩa là không hoan hỷ nữa đó, nó cũng có thể là một cái lực rất quan trọng để đánh thức chúng ta trong đời sống này. Chúng tôi nhớ là ngày xưa khi đọc Túc Sinh Truyện đó, thì thường có ghi về một đoạn. Dạ, quý Phật tử quan hỷ chờ cho chút xíu nha. Quý vị quan hỷ chờ chút xíu. Thì thưa quý vị có thấy Thượng tọa Pháp đang trở lời chưa? Nếu khi nào Thượng tọa Pháp đang trở lời, quý vị qua kỹ cho hay nha. Chúng tôi đang tiếp lời Thượng tọa Pháp đang thêm. Thì thật ra đây là một điểm tương đối rất là đặc biệt, vì theo trong Thắng Pháp á, cái tâm gọi là tâm chán nản, thọ ưu hay là buồn bực, không thích thú đó, nó thuộc về tâm sân. Tâm sân là tâm bất thiện. Nhưng mà trong kinh Tạng đó, và có lẽ quý vị nào mà nghe Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi thảo luận nhiều lần đó, thì trong kinh Đế Thích Sở Vấn, Đức Phật kể giải rằng có những cái thọ ưu nên có và có những thọ ưu không nên có. Mặc dù thọ ưu đó, trên căn bản nó thuộc về tâm sân, tức là cái tâm khó chịu, nhưng mà lại có những thọ ưu rất nên có. Ví dụ như trường hợp Đức Bồ Tát Ngài đi dạo bốn cửa thành, Ngài nhìn thấy hình ảnh của một người già, người bệnh, người chết và một người xuất gia, và Ngài trở về với tâm buồn bực, Ngài muốn thay đổi cuộc sống. Thì rõ ràng cái tâm buồn bực không hài lòng đó, đôi lúc nó lại trở nên rất tốt, rất cần thiết. Nó khiến cho chúng ta trỗi dậy, khiến cho chúng ta muốn làm một cái gì đó khác hơn. Thưa quý vị, ở đây là một ở trong những trường hợp rất là hiếm, mà qua đó Đức Phật Ngài đã dùng một cái tâm trạng bực bội, chán ngấy của ông Bà La Môn khi mà thấy có một vị tu sĩ đi khất thực đến nhà lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Và ông này trong cách nói, ông đã dùng một cái thành ngữ Vunapunang. Vunapunang, một cái thành ngữ ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta là lặp đi lặp lại, hay là cứ tái đi tái lại. Và Ngài dùng tâm trạng của ông Bà La Môn, dùng cái ngôn ngữ ông Bà La Môn để Ngài qua đó nói về cái mà Ngài gọi là cái hình ảnh lẫn quẩn của cuộc luân hồi. Cứ tái diễn và tái diễn, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và trong sự lặp đi lặp lại đó, chúng ta vẫn đam mê, vẫn khao khát, vẫn tầm cầu. Và nó là một cái minh chứng cho cái gọi là avijja hay là vô minh. Thường thường chúng ta nói đến vô minh, chúng ta nói đến một cái đạo lý mà tương đối là cao rộng. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật Ngài mô tả vô minh trong một khía cạnh. Khía cạnh đó là cái gì rất là bình thường trong đời sống. Thí dụ như trời mưa, mưa rồi mưa, người cày, cày rồi cày, gặt lúa, thu hoạch,
rồi từ năm này qua năm khác. Người bắt sữa bò thì cứ bắt sữa bò, con bê tìm bú của bò mẹ thì con bê tìm bú bò mẹ. Những chuyện như vậy rất đổi là bình thường, rất đổi là quen thuộc, và hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đời sống. Chúng ta hãy tự hỏi rằng trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, khi chúng ta sống với đời sống như vậy mà chúng ta gọi là một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh thân thương, nhưng cuối cùng rồi từ cái sự quen thuộc thân thương đó, cái sự tái diễn lặp đi lặp lại đó, nó mang một ý nghĩa gì gọi là đáng sống nên sống, đáng tha thiết nên tập cầu. Thật ra đây là một điều rất là khó cảm nhận trong cuộc sống của chúng ta. Người ta nói đến nghiền là cần sa, nghiền ma túy, hay là cái chuyện mà tương tư, hay là cái chuyện mà tham danh tham lợi, nó là chuyện xa vời. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng có những thứ rất tầm thường, tầm thường đến nỗi mà nó xảy ra hàng ngày, nhan nhản thường có trong đời sống, nhưng mà chúng ta không bao giờ muốn thay đổi. Chúng ta muốn mãi mãi là như vậy. Thứ gì, nhiều lần chúng tôi đi về Ấn Độ và về Thái Lan, đi băng qua ngang những cánh đồng, ở trên con đường đi là những bờ đê, bước trên những bờ đê, nghe cái mùi của đất, nghe cái mùi của mạ non, nghe cái mùi của cái rạ lúa, tức là lúa đã đặt rồi, thì nó có cái mùi đặc biệt của nó. Những cái mùi quen thuộc đó đó, nó gắn liền với tuổi thơ, và nó đưa chúng tôi trở về với một thời kỳ rất là êm ả, những tháng ngày thơ ngây sống ở quê ngoại. Thật ra thì những điều đó nó không phải là chuyện lớn, những điều đó nó không phải là cái gì nó quá, nhưng mà nó đã là một thế giới thân quen. Và thế giới thân quen nó cho chúng ta một cái cảm giác là mỗi lần đi trở về cảm thấy thế giới thuộc về mình, mặc dù nó chẳng có gì thuộc về mình. Mình cảm thấy thế giới rất là thân thương, mặc dù thế giới đó và cuộc sống ở thành thị, cuộc sống ở một vùng đất xa lạ nào đó, nó cũng không khác biệt bao nhiêu. Nhưng mà nó chỉ là cái gì đó vốn tình cờ, hoặc là do duyên nghiệp đưa đẩy, đã gắn bó một thời với cuộc sống của mình. Và khi nó gắn bó như vậy, do cái sự lặp đi lặp lại, thì nó đã tạo thành một cái tập tính của mỗi chúng ta, nó tạo thành một thói quen, nó tạo cho chúng ta những cảm giác quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi mà tuy nó rất là bình thường, như là những cơn mưa hạ, thì nó rất bình thường, giống như là con bê mà theo tìm cái bú bò mẹ, nó rất là bình thường, như là trời mưa với người cày ruộng. Nhưng mà rồi nó tạo thành một cái cảnh giới. Cảnh giới đó, đó nó khiến chúng ta trở đi trở lại trong cuộc sống. Và đây là cái ý nghĩa sâu kín của cái mà gọi là luân hồi. Chúng tôi nhớ có một lần lắng nghe pháp thoại của Ngài Chanh Cha và được chuyển dịch lại đó, thì Ngài có ví dụ cái tâm thức của chúng ta thường khi nó giống như con kiến bò chung quanh miệng chén. Kiến bò chung quanh miệng chén nghĩa là một cái vòng tròn được tái diễn và tái diễn, tái diễn. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang đi, và từ cái bước đi cho đến điểm đến nó là một hành trình. Thật ra nó chỉ là một cái vòng lẫn quẩn lặp đi lặp lại. Nó lặp đi lặp lại như con kiến bò chung quanh một cái miệng chén hình vòng tròn. Và nó tưởng là nó đang đi tới, nhưng mà chỉ là một sự tái diễn trong một cái chu kỳ vô tận. Chúng ta giống như những tinh cầu ở trong vũ trụ, nó luôn luôn đi theo một cái quỹ đạo vòng tròn. Mặt trăng đi chung quanh trái đất, trái đất cũng vận hành chung quanh một cái quỹ đạo, tạo nên bốn mùa xuân hạ thu đông. Và ngay cả thái dương hệ cũng vận hành trong một cái vòng tròn ở trong dãy ngân hà này. Và ngay cả cái dãy ngân hà theo các nhà thiên văn cũng vận hành chung quanh một vòng tròn. Cuộc sống cứ thế mà quyện với nhau, cuộc sống cứ thế mà tái tục, cuộc sống cứ thế mà lặp đi lặp lại. Và khi Đức Phật ra đời, Ngài gửi đi một cái thông điệp, cái thông điệp của giác ngộ tỉnh thức. Chỉ tỉnh thức ở đây là sự bừng dậy,
đã ngủ lâu quá rồi, đã chìm đắm lâu quá rồi, đã vốn đã quá quá bám víu vào cái quen thuộc rồi, tại sao không thích vậy? Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đâu đó chúng tôi có nghe một bài hát, mà một câu hát mà chúng tôi không nhớ trong bài hát nào, có câu là thức dậy mà đi. Cái câu mà thức dậy mà đi đó, nó nói lên một cái hình ảnh của một người làm ruộng mà mệt mỏi ngủ vùi, nhưng mà đến lúc mà phải rời khỏi giấc ngủ để làm gì, để có thể ra đồng, để có thể làm công việc, thức dậy mà đi. Thì chúng ta cũng vậy, ở trong cuộc sống này, một con người vốn đã xây dựng cho mình một cái bối cảnh sống, xây dựng cho mình một cái nếp sống, và bây giờ muốn chuyển hóa thì chúng ta phải có khả năng thức dậy mà đi. Cái khả năng rời bỏ cái gì rất là quen thuộc, nó vốn trở thành một cái tập tính lặp đi lặp lại trong đời này, và không phải đơn giản để mình có thể trỗi dậy, không phải có thể đơn giản mà mình có khả năng hồi quán, có thể nhìn lại chính thân phận của mình, không phải dễ dàng để chúng ta xét lại. Trong xuyên suốt gần một thế kỷ của thế kỷ 20, từ năm 1917 có một cuộc cách mạng Bolshevik ở tại Nga, thưa quý vị. Từ đó trở đi, cái sự ra đời của Đảng Cộng sản thế giới đó, nó là một cái hiện tượng trong dòng lịch sử của nhân loại, mà xuyên suốt trong thời gian đó người ta thường đưa ra vấn đề gọi là xét lại. Xét lại tức là từ cái lún sâu này đến cái vấp váp hát, và người ta cứ phải xét lại. Nhưng một điều rất là đáng để ý đó là mặc dù lịch sử của Đảng Cộng sản là lịch sử luôn luôn là xét lại đổi mới, nhưng mà người ta chưa bao giờ học được cái cũ, và nó vẫn tiếp tục lặp lại, tiếp tục xét lại và tiếp tục đổi mới. Nhưng mà rồi cái gốc nó vẫn còn diễn tại đó. Tại vì sao vậy? Tại vì người ta không có một thái độ nhận ra cái căn bản của vấn đề là gì. Do vậy cứ tiếp tục xét lại và xét lại. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi, thưa quý vị, chúng ta cũng có những vấn đề trong cuộc sống này, và những vấn đề đó, nó vốn dĩ là một sự tái diễn, một sự tái tục, cứ trở tới trở lui. Nhưng mà đừng có rằng chúng ta thấy chuyện đó tái diễn từ trở tới lui mà chúng ta khôn ra. Đừng nói rằng do cái chuyện tái diễn đi tái diễn lại đó mà chúng ta lại học hỏi được cái kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Đôi khi một cái sự tái diễn lặp đi lặp lại làm chúng ta đần ra, làm cho chúng ta khờ ra, làm cho chúng ta trở nên sống với cái quán tính của mình. Và cái quán tính đó khiến cho mình như là một cái autopilot, như là một người tiếp tục hành trình mà không bao giờ cảm nhận rằng mình cần có một thay đổi triệt để, một thay đổi toàn diện. Trong hình ảnh này, Đức Phật mượn một cái hình ảnh mà rất là tầm thường. Hình ảnh tầm thường đó do chính Ngài tình tạo nên. Một vị sa môn đi khất thực, đến một nơi mà người ta để bát. Rồi vô ta để bát, hôm sau trở lại nữa, và hôm sau trở lại nữa. Thì cái người gia chủ đã cúng dường một lần, đã để bát một lần, rồi ngày hôm sau lại cúng dường một lần, tới lần thứ ba thì tự nhiên cảm thấy rất là khó chịu. Cái chuyện này rất là đương nhiên, thưa quý vị, rất đương nhiên. Bây giờ ví dụ quý Phật tử đi chùa, mà chúng tôi kêu gọi quý vị là quý vị hãy giúp cho chùa cái này, rồi ngày mai quý vị đi chùa gặp, chúng tôi cũng kêu gọi giúp cái này, mai mốt giúp như vậy, thì quý vị cảm thấy kỳ quá, hãy gặp bằng mình cứ kêu gọi. Thì ở đây thật ra nó không phải là chuyện quá lớn, chỉ có một điều như vậy là Đức Thế Tôn đã kiên nhẫn, đã vì lòng từ bi đến một căn nhà của vị Bà La Môn Út Thầy Giá lần ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày vẫn đến. Và tới ngày thứ ba thì ông chịu không nổi nữa, ông vừa đặt cơm vào trong bát của Ngài mà lại nói một cái lời rất là nặng. Sa môn Gotama thật là tham lam, nói theo đúng cái cách của người Huế bây giờ là tham lam vô độ, và người tham lam vô độ cứ lặp đi lặp lại, và cứ lặp đi lặp lại, và cứ tới lui hoài đó. Thì
cái câu mà guna punang ở đây đó, nó là một cái âm giai, nó chỉ là một thành ngữ thôi. Thành ngữ trong trong tiếng Phạn là guna punang, là lặp đi lặp lại. Nhưng cái thanh âm đó đã được Đức Phật ngài sử dụng, ngài viết lên một cái bản trường ca rất đẹp, rất ý vị, để nói về cái sự lẫn quẩn của luân hồi. Cái sự lẫn quẩn luân hồi mà Đức Phật ngài dạy nó trở nên rất là thơ mộng và rất là đẹp trên phương diện văn tự, trên phương diện ngôn ngữ. Nếu quý vị Phật tử nào mà đọc được tiếng Phạn thì đây là một cái gatha rất là thú vị. Gatha đó đó, thật ra khi mà chúng ta chuyển dịch sang tiếng Việt, chúng tôi chỉ dịch một cách tương đối bằng ý nghĩa thôi, nhưng mà chúng tôi không có chúng tôi không có lột hết cái văn vẻ của bài hát này. Trong cái bài thi ca này đó, thì như quý vị đã được nghe đọc, Đức Thế Tôn đã đưa ra một số các hình ảnh. Hình ảnh nó vốn rất quen thuộc với vị Bà La Môn và cũng với tất cả chúng ta. Với tất cả chúng ta, nếu chúng ta đã từng trải qua cuộc sống này và ngồi suy nghiệm cho kỹ, thì thưa quý vị, đúng là nhiều thứ mà mình gọi là quen thuộc, nhiều thứ mà chúng ta gọi là thân thương. Nhưng mà trong cái quen thuộc thân thương rất là nhiều, thật ra nó là những tái diễn lặp đi lặp lại của rất nhiều cái vô duyên vô nghĩa trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta vốn là như vậy. Và tại vì sao? Tại vì chúng ta không có cái lối thoát, chúng ta vẫn đi theo một cái theo cái ngôn ngữ một một thi sĩ gọi là lối mòn thiên cổ. Lối mòn thiên cổ nói thông tục đời sống hàng ngày gọi là bốn cú soạn lại và bốn cú soạn lại mà tiếp tục, quý vị tiếp tục. Nếu chúng ta đọc kỹ lại thì chúng thấy rằng Đức Phật ngày không dùng những cái mà gọi là cái ý nghĩa cao xa. Ngài không dùng những cái ngôn từ mà quá hoa mỹ, chỉ có điều là ngài dùng những cái hình ảnh rất bình thường, rất quen thuộc để tạo thành một bản trường thi, là một cái bài trường thi. Trong bài trường thi này, những cái điệp khúc bằng cái thành ngữ lặp đi lặp lại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và nhắc đi lại, nếu chúng ta mới nghe thì không có gì, nhưng mà chúng ta đọc như vậy, ô, quả thực cuộc đời đó là như vậy, quả thực nó vốn thân quen là như vậy. Lặp đi lặp lại gieo trồng hạt, lặp đi lặp lại trời mưa thu, lặp đi lặp lại nông phu cài, lặp đi lặp lại lúa đơm bông. Những điều đó nó không có gì, nó không có gì xa lạ, không có gì khó hiểu, không có gì bí diệu, đúng như vậy. Nó là cái gì rất là bình thường, bình thường đến độ mức độ tầm thường ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và gieo trồng hạt, rồi mưa trời mưa tuôn, rồi nóng phu cài lúa đơm bông, chỉ là chuyện bình thường. Quả thật đúng, nó rất bình thường. Nhưng mà đối với một nhà nông, đối với một con người sống, cái chuyện mà canh tác, chuyện mà trồng trọt, chuyện mà mưa thuận gió hòa, chuyện mà thu đặt thu hái qua lợi, là cái chuyện mà chúng ta vốn dĩ rất quen, nhưng mà rất là tha thiết, rất là gắn bó, rất là cảm thấy rất là thân thương trong đời sống của mình. Rồi bên cạnh đó thì nó có những hình ảnh cũng tương đối khá hơn một chút ở trong đời sống này. Và lặp đi lặp lại hành khất sinh, lặp đi lặp lại người bố thí, lặp đi lặp lại do bố thí, lặp đi lặp lại người sanh thiên. Ở đây có sở hành thiện, có người sinh cả cho, có hành động mà quả của hành động. Cho dù chúng ta có tìm thấy ở đó những ý nghĩa rất là đẹp, nhưng mà nó vẫn là những điều rất là bình thường, và nó cũng là một điều gọi là lối mòn thiên cổ, là nó vẫn là một điều mà nó vẫn lặp đi lặp lại trong đời sống. Mặc dù nó đẹp hơn một chút, mặc dù nó mang ý vị hơn một chút. Trong bài đầu nó là lặp đi lặp lại gieo trồng hạt, lặp đi lặp lại trời mưa tuôn, lặp đi lặp lại nông phu cài, lặp đi lặp lại lúa đơm bông. Thì cái đó mình cảm thấy có thể nó vô vị đi, nhưng mà chúng ta có làm thiện, có bố thí,
lặp đi lặp lại hành khắc sinh, lặp đi lặp lại người bố thí, lặp đi lặp lại vô bố thí, lặp đi lại người, nó ý vị hơn một chút, nhưng mà nó cũng là cái gì bình thường, rất đổi là bình thường lắm trong cuộc sống, mặc dù nó mang cái tính nhân quả dự báo trong đó. Rồi thưa quý vị, chưa hết, ngài lại đối với những hệ lụy, những hệ lụy này một lần nữa nó cũng quá quen thuộc, nó quen thuộc đến nỗi mà hầu như ai trong chúng ta cũng trải qua. Và chúng ta có những lúc cũng mệt mỏi thở dài, chúng ta có những lúc bị dao động lo âu, lặp đi lặp lại vắt sữa bò, lặp đi lặp lại đê tìm mẹ, lặp đi lặp lại mệt và lo, lặp đi lặp lại vào thai bào, lặp đi lặp lại sinh rồi tử, lặp đi lặp lại xác tống tán. Chúng ta có thể nói rằng những điều trong bài kể này, con người thì có cái nhu cầu, một nhu cầu mà ở tại Ấn Độ ngày hôm nay và ngày xưa cũng như tại Âu Châu mà bây giờ càng ngày càng ít đi, người ta ít làm, đó là vắt sữa bò. Hồi xưa không có tủ lạnh thưa quý vị, và người ta nuôi bò đó để lấy sữa làm phô mai, lấy sữa làm sữa chua, lấy sữa làm bơ, và sữa không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Nhà nào ngày xưa cũng nuôi bò, và nuôi bò để lấy sữa. Chúng tôi có quen với một gia đình Phật tử là khi qua Mỹ đó, do cái kinh nghiệm đó, họ ở trong nông trại họ nuôi bò và họ chỉ muốn lấy sữa bò để cho gia đình sống như vậy cả mấy năm trời trước khi mà rời ra khỏi nông trại đó. Thì cái người vắt sữa bò đi đi vắt sữa bò mỗi ngày, rồi không phải chỉ con người mà cái hình ảnh khác cũng rất là bình thường, là con bê tức là bò con đó, thì tìm bú sữa bò mẹ, rồi rất là bình thường. Chúng ta sống có những cái mệt mỏi, lo lắng, liệu toan trong cuộc sống. Liệu toan là không biết mình đã trả những cái hóa đơn điện ga nước hàng tháng chưa, mình có lo xong bổn phận người này, lo xong việc kia chưa, đời sống hàng ngày như vậy. Và xa hơn nữa là đã bao nhiêu lần chúng ta sanh vào trong thai bào, rồi bao nhiêu lần đã sanh ra rồi chết, rồi bao nhiêu lần người thân đưa chúng ta đến nghĩa trang, đến nghĩa an nghỉ cuối cùng. Tất cả nó không phải chỉ là, nó không phải chỉ đơn giản là bổn cũ soạn lại. Tất cả nó không đơn giản chỉ là cái chuyện lặp đi lặp lại trong đời sống, mà chúng ta cũng có thể nói bằng một cái từ khác, đó là một nỗi sầu phản đại. Nỗi sầu phản đại tức là nỗi sầu muôn thuở. Chúng ta đã đến với cuộc đời này với những cái ngao ngán, với những cái mệt mỏi, với những lúc mà chúng ta cảm thấy đuối sức, nhưng mà chuyện đó không phải một lần, nhiều lần trong cuộc sống. Khi nhỏ, chúng tôi và Hòa Thượng Tuệ Siêu có lúc chơi ở bên bờ sông và rủ nhau bơi qua bên kia sông để hái bần. Mà có nhiều khi bơi ngang sông thì nó đuối sức, rất là mệt. Rồi qua leo cây hái ăn rồi trở về. Có nhiều khi nước nó cuốn trôi rồi trở về bờ đây nó cũng mệt. Nhưng mà rồi cái chuyện đó lặp đi lặp lại mỗi ngày thì người ta vẫn thích thú. Nhưng mà lớn lên rồi nghĩ cũng lạ, là bơi qua bên sông rất là mệt, leo lên bần hái ăn trái rất là chua, rồi lại xuống, leo xuống hay là phóng xuống, rồi lại bơi trở về bên bờ bên này, bơi bờ này thở dốc mệt, leo bờ là nghỉ. Nhưng mà nó tái diễn từ ngày này qua ngày khác. Cuộc đời của chúng ta, và Đức Phật ngài dạy là nếu chúng ta có được cái khả năng nhìn lại và nhìn một cách toàn diện hơn đó, thì rõ ràng là đã bao nhiêu lần chúng ta đã đối diện với những nỗi lo buồn, đã nuốt vào trong lòng những cay đắng, và lặp đi lặp lại đúng nghĩa là một cái mối sầu phản đại. Và mối sầu phản đại là mối sầu muôn thuở. Và mối sầu thuở nó muốn là như vậy, đến như vậy, đi như vậy, lặp đi lại như vậy. Và Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng chỉ có một cái con đường vượt thoát vòng luẩn quẩn đó là
đánh động được cái sự bừng tỉnh. Cái sự bừng tỉnh đó gọi là tuệ giác hay là trí tuệ cao rộng. Dạ, trí tuệ cao rộng. Trí tuệ cao rộng đó phải trí tuệ vượt lên trên, nhìn lại được tất cả, có cái nhìn toàn diện, thấy rằng sabbe sankhara anicca, các hành là vô thường, sabbe sankhara thì lúc khác tức là các hành là khổ. Không phải đơn giản mà chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các hành là vô thường, các là khổ. Đức Phật Ngài phải mượn đến một hình ảnh, một hình ảnh của chính Ngài, một hình ảnh của giây phút cuối cùng của đời Ngài, khi mà một bậc toàn giác, một bậc chánh đẳng như giác nằm trên phiến đá, và sau 45 năm hoằng hóa đó, Ngài cũng ra đi. Nhưng mà Đức Phật Ngài không có quan trọng cái chuyện Ngài Ngài như thế nào, Ngài đến cuộc đời thế nào, nhưng Ngài ra đi, Ngài chỉ nhắc một chuyện là: này chư tỳ kheo, tất cả các pháp hữu vi hay tất cả các hành đều vô thường, các con hãy tin thật. Đức Phật Ngài dùng chính cuộc đời của Ngài, bản thân cuộc đời Ngài, đó là một vị quân vương bỏ ngôi, đó là một vị pháp vương, đó là một bậc đạo sư của trời người, đó là một bậc mà e đêm cả ánh đạo vàng, là cảm hóa cả một 16 quốc độ cũng vùng cơ bẩn rộng lớn như vậy. Và cuối cùng thì Ngài cũng rời bỏ cái thân năng quẩn này để viên tịch. Ngài viên tịch không phải, chúng ta đừng nói tô hồng chút lục, nó chỉ là một hiện tượng của sự vô thường, có đến có đi, có sanh có diệt. Hãy còn hữu duyên niết bàn thì cái thân năm quẩn sẽ có một ngày toàn diệt. Này chi tỳ kheo, tất cả pháp hữu vi là vô thường, các con hãy tin tưởng. Điều mà Đức Phật muốn là gì? Đó là chúng ta có cái sự bừng tỉnh bằng cái nhìn toàn diện. Cái nhìn toàn diện đó là dù xấu, dù đẹp, dù hay, dù dở, dù cao, quý hay thấp hèn, dù tinh tế hay là thô ráp, thì tất cả những điều đó đó đều vô thường. Cái đó gọi là một sự quán triệt, cái đó gọi là cái nhìn toàn diện, cái đó gọi là cái trí tuệ rộng lớn. Chúng ta đi vào trong cuộc đời này, chúng ta quen nghĩ rằng có cái này hên cái kia xui, cái này tốt cái kia xấu, ở trong danh lợi, trong quan trường thì có cái được, có cái mất, có cái thắng, có cái bại. Nhưng mà phải có cái nhìn toàn diện để thấy rằng gót danh lợi bùng pha sắc sáng, phải có cái nhìn toàn diện để thấy rằng ở trong quan trường, ở trong danh lợi, ở trong khoảng lộ thì luôn luôn có hệ lụy. Phải có cái nhìn toàn diện như vậy, phải có nhìn rộng như vậy. Chứ nhìn từ chuyện á, khi mình nói chuyện với một người mà không có đem hết chuyện này qua chuyện kia, những chi tiết gì khác thì mình nói không hết. Nhưng mà nói chung là tất cả đều vô thường, tất cả đều hệ lụy khổ não, tất cả đều vô ngã, thì cái nhìn đó mới chính thật là cái nhìn toàn diện. Và cái nhìn toàn diện đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi trí tuệ rộng lớn, đòi hỏi đại trí, đại tuệ, đòi hỏi cái nhìn vượt lên trên tất cả. Và giống như chúng ta lái xe, khi đi lạc á, chúng ta đi quanh quẩn như là cái vòng luẩn quẩn của sanh tử. Và để có thể vượt thoát á, chúng ta cần có cái nhìn toàn diện. Mình đang ở điểm nào? Và mình cần đi về hướng nào? Đi đâu phải về đâu? Xác định được đường đi và điểm đến á, thì chúng ta mới vượt ra khỏi sự luẩn quẩn. Còn nếu mà tiếp tục lái bằng quán tính, thấy chỗ này ưng thì ở phải, ưng thì ở trái, đôi khi chúng ta đi cả giờ này qua giờ khác mà không ra khỏi. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa khi chưa có GPS á, thưa quý vị, có những lần mà được nghe những người đi lạc đường nửa ngày, nhất là vị nào không quen lái xe Washington DC, lên Washington DC có đôi khi lái xe chỉ chật đường thôi, có thể lái nửa ngày tới một ngày rồi mới trở về chỗ cũ được. Chúng ta trong cuộc luân hồi, như lời của Đức Phật, những tháng ngày trước khi Đức Phật phi định đó, có một lần Đức Phật Ngài ngồi nhìn đại chúng tỳ kheo, Ngài đã gửi đến chư tỳ kheo một lời nói rằng: này chư tỳ kheo, chính vì không hiểu sự thật về khổ, sự thật về nhân sinh khổ, sự thật về nhiệt khổ, sự thật về con đường đưa đến sự nhiệt khổ, mà Như Lai và các con đã luân hồi từ vô lượng kiếp quanh quẩn. Đức Thế Tôn đã xuất hiện cuộc đời này, chúng ta sanh sau Ngài 2500 năm, mặc dù sanh sau Ngài, và hôm nay chúng ta vẫn luẩn quẩn, và chúng ta cũng chưa biết luẩn quẩn đến bao giờ nữa, thì tất cả đều do chúng ta không thấy sự thật về khổ, sự thật về nhân sinh khổ, sự thật về sự diệt khổ, và sự thật về con đường
đưa đến sự diệt khổ. Thì thưa quý vị, đó là về điều chúng tôi muốn tiếp theo lời của Thượng Tọa Pháp Đăng. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có trở lại vào chưa chắc. Quý vị có thấy Thượng Tọa Pháp Đăng đã trở vào chưa? Nếu quý vị thấy Thượng Tọa Pháp Đăng đã trở vào, thì có lẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Thượng Tọa Pháp Đăng không biết Thượng Tọa có muốn nói thêm hay là chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin Thượng Tọa quan hỷ cho biết. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng có nói rằng mình bước qua cái phần thảo luận thưa quý vị. Bây giờ thì kính bạch Hòa Thượng Từ Sư, không biết là Hòa Thượng có ở trước máy không? Dạ. Bạch Hòa Thượng hỏi câu này rất là kỳ. Là tại sao có những chuyện rất là đáng nhàm chán như một cái tầm thường cứ tái đi tái lại mà chúng ta không bỏ được? Tại sao vậy? xin Hòa Thượng Quang Hỷ. Hòa Thượng Quang Hỷ chia sẻ một vài cảm nhận của Hòa Thượng về điểm này. Tại sao nhiều cái trong cuộc đời rất đáng tầm thường, đáng nhàm chán mà chúng ta không bỏ được? Cái tính Hòa Thượng. Xin được thầy ạ. Xin được chư Tổng Đức kính thưa quý Phật tử. Mỗi sự kiện ở đời, cái gì nó cũng có cái nguyên nhân. Tại sao có những điều mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại mà không thể bỏ được? Cái câu hỏi của Hòa Thượng Giật Đẳng như vậy. Ở đây thưa quý vị, trong 13 cái sự kiện mà Đức Phật Ngài đã dạy cho cái bề kề này cứ lặp đi lặp lại, thì ở đây có những cái do tự nhiên, nhưng mà cũng có những cái do con người thích thú để làm. Hay là vì hoàn cảnh mà làm. Lặp đi lặp lại vô trồng hạt. Những cái người nông dân không làm thì làm sao sống? Cho nên mặc dù có những lúc mệt mỏi nhưng mà phải lặp đi lặp lại hết cái vụ mùa này đến cái vụ mùa khác, cứ phải gieo trồng hạt thu hoạch, rồi qua mùa khác gieo trồng hạt thu hoạch. Cái đó là do ý muốn của con người, cái hoàn cảnh không có dừng lại được. Cũng như cái người nông dân cày ruộng cũng vậy. Lúc nào mà vụ mùa lúa khác thì đều phải cày để cho đất nó được tốt. Cái đó là do công việc. Nhưng mà những cái sự kiện như là trời mưa cứ lặp đi lặp lại
Đó là thiên nhiên của mùa tiết, tự nhiên của mùa tiết. Hết xuân rồi tới hạ, tới thu, tới đông. Đông rồi sang xuân, hạ, thu đông khác. Cứ như thế. Nắng rồi mưa, mưa rồi nắng. Hết mùa nắng tới mùa mưa, hết mùa mưa tới mùa nắng. Cái này cũng là do tự nhiên thôi. Còn cái chuyện mà người hành khất hy sinh như ngài đến tại nhà của ông Bà La Môn Phú Đa Giá này, ngày đến rồi qua bữa khác ngày đến nữa, đến nữa, và ông Bà La Môn này cứ ngày nào cũng bố thí, cũng đặt bát cho ngài một bát cơm đầy, mặc dù chỉ có 3 ngày thôi, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài gọi đó là cái sự lặp đi lặp lại như lời của ông ta lầm bầm. Nhưng mà ngài cho biết rằng cái sự lặp đi lặp lại do bố thí thì thí chủ ngược sanh thiên, lặp đi lặp lại. Đó là lời khích lệ cũng như là tán thán cho ông ta. Nên cũng là một cái sự kiện là do tâm của con người làm ra. Sữa bò cũng vậy, người chủ bò mà hỏi đứa bò để lấy sữa thì cái mục đích của chúng ta là lấy sữa để uống hoặc là để bán lấy tiền. Thì như vậy chúng ta phải làm cái công việc này cứ lặp đi lặp lại. Ở trong cuộc đời này, trong cái xã hội này, có rất nhiều chuyện mà cứ phải lặp đi lặp lại như thế. Như là đi vào room để mà giảng pháp, mà thảo luận. Thế thì quý vị, cũng là bốn đức phu năng. Ngày nào chúng tôi cũng phải đi vào, và thượng giác đẳng cũng phải đi vào room. Từ 8 giờ cho đến 10 giờ buông ra là nghỉ ngơi, nhưng mà chưa được nghỉ ngơi làm cái công việc khác, rồi tối lại phải đi vào room nữa. Cái đó cũng là một sự kiện lặp đi lặp lại, nhưng mà cái này nó không phải vô vị. Ở trong cuộc sống này nó có những cái lặp đi lặp lại rất là vô vị. Cái vô vị ở đây đó, tức là nó không có mấy gì lợi ích. Nhưng mà một là do con người tự sắp đặt cho mình một cái hoàn cảnh phải lặp đi lặp lại, phải làm thôi. Như Phật tử chúng ta, những người mà đi làm việc sáng thì phải lái xe đến chỗ làm, rồi chiều tối trở về, ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Có người phải lặp đi lặp lại cái việc đó trong suốt cả đời, từ khi còn xuân trẻ và cho đến khi già rồi, chừng nào lái xe hết nổi thì thôi. Cái đó thì nhiều khi
chúng tôi cũng chán nhưng mà phải làm thôi. Chỉ có điều là ở đây cái vấn đề lặp đi lặp lại mệt và lo đó, bun đắp bun năng kilamati thandati cha, cái việc mà lặp đi lặp lại đó, buồn lo đó, cái này nhờ, chúng ta không có ưa thích, không có thích thú, không có quan hỷ, và nó cũng vô vị lắm. Nhưng mà vì cái mảnh chất của phàm phu, khi mà phiền não chưa được đoạn trừ thì phiền não đó nó cứ tái diễn. Cái này chúng ta không bỏ được là tại vì phiền não này là gánh nặng chưa đặt xuống, là chúng ta đã tiếp tục mang cái gánh nặng khác lên vai. Phiền não này chưa đoạn trừ thì chúng ta lại chồng chất lên cái phiền não khác, cứ là mệt và lo, mệt mỏi và lo. Nếu như vậy thì chúng tôi nói luôn chứ, để Hòa Thượng Giác Đẳng hay là Phật tử nói thì chúng tôi nghe chúng tôi cũng nhột, là chúng tôi cứ cất chùa sửa chùa xong rồi thì chúng tôi lại tưởng đâu là nghỉ ngơi, rồi chúng tôi thấy có những trường hợp cái chùa cần phải sửa chữa thì cất chùa sửa chùa cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng mà cái này đó thật ra thì nó không phải là vô vị lắm, tại vì nó cũng có niềm vui thưa quý vị. Nhưng có những điều mình lặp đi lặp lại mà chúng ta cải nhàm chán và cần phải xả bỏ, cần phải trong bốn điều lặp đi lặp lại mệt và lo, nhập thai tức là phải tái sanh mãi, cái này phải chúng ta phải sợ hãi, phải nhàm chán, phải bỏ đi, cố gắng để chúng ta bỏ đi. Sinh rồi tử, cái này cũng là một điều mà chúng ta phải nhàm chán. Cô nắp cô năng cha gia tí mi gia tí chá, sinh ra rồi chết, cứ sinh ra rồi chết, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng mà chúng tôi muốn bỏ liền không được. Là tại vì do vô minh, không thấy được tứ đế, không giác ngộ được tứ đế, bốn sự thật, nên chưa có thể làm cho sân tận, làm cho sự tái sanh đoạn tận, không thể chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Rồi không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp sống mà mình phải bỏ thay cái xác tống tán. Chúng tôi nhớ cái câu chuyện bổn Bà La Môn, ông ta đi tìm, ông ta cứ đi tới đi lui, ngày nào cũng vậy, đi lên trên núi, đi tìm những cái gì đó, gặp được Đức Phật, Đức Phật hỏi ông ta tìm cái gì, thì ông ta nói rằng
ông ta đi tìm cái chỗ để mà cấn tráng sau khi ông ta chết, cái mảnh đất đẹp. Thì Đức Phật Ngài đã thuyết pháp cho ông ta nghe rằng ở cái mảnh đất này không cần phải đi tìm cái chỗ, bởi vì không có chỗ nào mà từ xa xưa trong quá khứ cho đến bây giờ vô thủy luân hồi tìm không ra khởi điểm. Những cái kiếp ông đã tái sanh ra, ông chết rồi cái mảnh đất đó để mà người ta tán thì nó dày đặc ở trên quả đất này, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có xác thân của ông ta bỏ lại, xương cốt của ông ta bỏ lại, cho nên khỏi cần phải đi tìm cái chỗ trống, không có chỗ trống đâu. Cứ là chỗ nào mà nó thuận tiện thì cứ làm đi. Ta nghe như vậy ông ta hiểu được cái sanh tử luân hồi nhiều vô tận, và ông ta chứng được đạo quả tu đạo quật. Thì thứ gì, cái chỗ mà cái xác tống tán phải vậy thôi, chứ bây giờ mình tìm cái chỗ nào mà cho nó là lông ngọc để mà an táng cho con cháu là được làm ăn khấm khá hay là được quan chức vân vân thì khó lắm. Mình đâu phải mình mới chết là một lần này là lần đầu tiên đâu, đã tống táng cái thân xác này không biết bao nhiêu lần ở tại đây, ở tại cái chỗ mà chúng ta đang đứng, không biết bao lần, cứ đi lặp lại mãi. Thì bây giờ tất cả những cái sự kiện mà khi nào mà con người liễu đạo, cái tiếng gọi là mắt gần chắc là tha, tức là đắc đạo đó. Khi nào chúng ta còn đắc đạo quả A La Hán rồi đó, thì lúc đó à cũng thoát qua vậy, thì mới không còn cái sanh hữu nữa, không còn cái sự tái sanh nữa. Thì lúc đó mới là nắp bùn nắp bùn năng cha gia tí phu ri pa nhô. Khi nào đắc chứng được tứ đạo với cái trí tuệ rộng lớn, thì lúc đó mới không còn cái sự tái sanh và không còn cái sự sanh tử tiếp diễn nữa, lặp đi lặp lại nữa, chỉ có đến mức độ đó thôi. Còn trong đời sống này thưa quý vị, có những điều mà mình thấy người khác làm lặp đi lặp lại, chúng ta cảm thấy vô vị, chúng ta tự nghĩ rằng tại sao người ta không biết dừng lại mà người ta cứ để lặp đi lặp lại, người ta bám víu như thế. Thì chúng ta nên biết rằng chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Mình ở trong cái hoàn cảnh của mình thì mình mù quán, mình không có chịu bỏ nó đi, mà chúng ta vẫn bám víu. Nhưng mà chúng ta thấy người khác cứ bám víu một cái công việc rất là đơn điệu vô vị mà phải lặp đi lặp lại, thì chúng ta tự hỏi. Nhưng thưa quý vị, mỗi người mỗi hoàn cảnh, có khi thì do cái hoàn cảnh sống, cái công việc làm phải lặp đi lặp lại, hoặc là do cái sở thích mà họ phải lặp đi lặp lại một cách rất là đơn điệu và nhàm chán. Chúng ta đứng ngoài chúng ta thấy như vậy. Có những điều lặp đi lặp lại trong cái cuộc sống này, nó là một cái sự kiện tự nhiên phải là như vậy. Như là sáng mặt trời mọc, chiều mặt trời lặn,
Rồi đến ngày rằm thì ngày mùng 8 trăng mật, cho đến rằm trăng tròn, rồi qua rằm, rồi bắt đầu 16, 17, 18 thì trăng nó khuyết đi và nó lặn nữa. Và như vậy đã trải qua không biết bao nhiêu triệu năm. Mặt trời cứ mọc rồi lặn, lặp đi lặp lại, vô đắp vô năng. Mặt trăng tròn được khuyết cũng lặp đi lặp lại. Và con người sanh ra lớn lên rồi chết, chết rồi sanh lại, lớn lên rồi chết, cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy. Mà chúng ta bỏ không được, chúng ta bỏ không được là tại vì chúng ta chưa chứng được đạo quả A-la-hán. Mà chúng ta sở dĩ không chứng được quả A-la-hán là vì chúng ta không có, người đó không có sự nỗ lực tu tập, không cảm thấy nhàm chán, không cảm thấy sợ hãi. Không nhàm chán tức là không có nhàm chán. Thế thì bây giờ chúng ta muốn nhàm chán thì như thế nào? Đức Phật Ngài dạy rằng sappe sankhara anicchati, sappe sankhara dukkhati, sappe dhamma anattati, yada paññā vipassati, atinibbindati, athanibbindati dukkhe. Nibbindati dukkhe tức là nhàm chán cái sự khổ, nhàm chán cái sự khổ luân hồi. Esamakuvisuthiya, đó là con đường đưa đến Niết Bàn. Chỉ khi nào mà chúng ta tỏ ngộ được tâm tướng của vạn pháp hữu vi thì lúc đó là chúng ta mới nhàm chán và chúng ta mới chấm dứt cái sự lặp đi lặp lại của cái kiếp trầm luân sanh tử này, chấm dứt cái sự luẩn quẩn luân hồi này. Còn bây giờ thì nếu cứ theo cái hoàn cảnh thì phải chịu như vậy thôi. Chỉ có những gì mà do cái ý muốn ưa thích mà làm lặp đi lặp lại đó, mà nếu chúng ta thấy nó là vô vị thì chúng ta có thể từ cái ước muốn đó chúng ta cắt bỏ cái sự ước muốn, thì lúc đó mới không còn cái sự lặp đi lặp lại. Chỉ có vậy thôi. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1 của Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy, xin thỉnh Thượng Hòa Thượng trở lại. Sa thủ kinh trình Hòa Thượng Thầy Siêu. Hòa Thượng Thầy Siêu, khi mà chúng ta đọc câu chuyện này đó, thì Hòa Thượng chúng ta cảm nhận được một điều là lòng từ bi vô lượng của Đức Phật. Nếu có người đó đánh giá Đức Phật là vì một cái bát cơm mà trở đi trở lại là do tham lam đó, thì thực sự là đúng là tâm của chúng ta biết một mà không biết mười, chúng ta hiểu không rất rộng. Vì Bà La Môn khi mà phản ứng chỉ là phản ứng thuần về tâm lý thường tình, nhưng mà không thấy được cái sâu xa của lòng từ bi của Phật, và cũng như con gái ít khi hiểu được cái lòng từ bi của cha mẹ. Thì cái bài học thứ tư dựa trên cái kinh nghiệm sống cá nhân của Hòa Thượng đó, thì chúng ta đối với cuộc sống ở chung quanh, chúng ta có nên có thái độ như thế nào? Bên Phật giáo Bắc truyền đó, thì họ có đưa ra một hình ảnh của vị Bồ Tát gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát, một cái vị mà không có khinh thường ai. Ở trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta không thấy hết những cái nhân duyên hoặc lớn hoặc nhỏ, thì bằng kinh nghiệm của Hòa Thượng đó, chúng ta có nên có cái nhìn chừng mực nghiêm túc không? Tại vì rõ ràng là đa số chúng ta thường đánh giá, đa số chúng ta thường có một lời phê phán, nhưng mà chúng ta không hiểu hết, con không hiểu hết,
cái tâm lượng của bà mẹ, học trò không hiểu hết tâm lượng của vị thầy, chúng sanh không hiểu hết tâm lượng của Đức Phật, thì mình biết như vậy thì mình nên làm gì khi mà mình không có đủ cái khả năng hiểu biết hết cuộc sống? Xin kính thỉnh Hòa Thượng Quang Thị trở lại. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, thật ra đó, khi mà chúng ta không có biết được cái kinh thánh của người khác, chúng ta không có biết được, thì tốt nhất đó, chúng ta nhớ một câu mà Đức Phật Ngài dạy trong Pháp Cú Kinh: Nipare sang vilo mani Nipare sang kata katam Atano wa avikaya Kata ni akata ni cha. Không nên tìm lỗi người, không nên xét việc của người khác đã làm hay chưa làm, mà nên nhìn lại chính mình, những điều đã làm hay chưa làm. Thì bây giờ đó, chúng ta đừng có nhiều cái thời gian, phí cái thời gian tu tập mà chỉ để nhìn cái lỗi của người khác, cái khuyết điểm của người khác. Nhiều khi đó mà đánh giá sai thì như vậy nó, hay là nhận xét sai người khác thì cái điều đó nó sẽ làm tổn hại cho chúng ta trên phương diện nghiệp báo. Nhiều khi chúng ta nhận xét sai về người khác mà người đó là Đức Phật hay là một vị A-la-hán, thì trong trường hợp này rất nguy hiểm, như là cô Kalika mà nhận, mà đánh giá Ngài Xá Lợi Phất hay một liên luôn vậy. Hoặc là như ông Bà La Môn này, mặc dù ông ta vẫn cho, nhưng mà ông ta đã thường nhầm Đức Phật là Samugotama này Tama cứ đến mãi mãi, cứ đến hoài, cứ đến hoài như vậy. Ông ta không hiểu được là Đức Phật Ngài đang đến để mà Ngài tìm dịp mà Ngài thiết độ ông ta. Nếu như mà ông Bà La Môn Udaya đó mà biết được cái tính niệm của Đức Phật thì ông ta có lẽ đã quy y Ngài từ trước rồi. Nhưng mà thưa quý vị, làm sao ta hiểu được, cũng như chúng ta làm con không hiểu được cái lòng của người mẹ, là người học trò không hiểu được cái lòng của ông thầy, lo lắng muốn cho người mẹ thì muốn cho người con của mình nên người nở mày với người ta, cho nên phải rầy la, nhiều khi phải rôi đòn để dạy dỗ. Còn người thầy bao giờ cũng muốn người học trò của mình có cái sự tiến bộ giỏi giang và có thể là truyền nhân nối tiếp cái sự nghiệp của mình, cho nên có những lúc thầy phải rầy phải quở. Nhưng mà vì người học trò không hiểu được cái lòng đó, không hiểu được cái tiếng lòng đó, cho nên sanh ra cái sự phiền hà, rồi giận dỗi, vân vân. Thì bây giờ đó, để chúng ta tránh được cái tình trạng này, để khỏi cô phụ
luận của người cha người mẹ hay của vị thầy hay là của Đức Phật, thì tốt nhất là chúng ta sống, chúng ta chỉ luôn luôn nhìn xem mình thôi, nhìn xem cái khuyết điểm của mình, cái chuyện mình có làm hay là không, chưa làm, chỉ vậy thôi. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện người khác. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như Bà La Môn Uddaya này mà ông ta không có cái sự bực mình vì cái sự lui tới hoài mỗi ngày của Đức Phật đó, ông ta không có lời cầu nhầu, thì chắc lẽ là ông ta không có cơ hội để nghe được cái bài kệ mà Đức Phật Ngài đọc, Ngài thuyết, rồi ông ta trở thành một vị cư sĩ ở trong Phật giáo và thành tựu được nhiều phước báo. Ở trên đời này có nhiều cái mà chúng ta khó lắm thưa quý vị. Nhưng mà làm sao biết được? Chúng ta không thể biết trước được, đoán trước được cái gì nó sẽ xảy ra. Cho nên trường hợp đó thì thôi, chúng ta cứ theo cái lời của Đức Phật dạy là đừng có nhìn cái khuyết điểm của người khác, xem xét cái việc làm của người khác đã làm hay chưa làm, để chúng ta khỏi phải cầu nhầu, cằn nhằn tưởng dữ, mà chúng ta chỉ nhìn lại chính mình để chúng ta sửa, chúng ta sửa bản thân mình thôi, tu sửa bản thân mình, vậy là đủ rồi. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Trong cái câu thảo luận thứ hai. Sa thú. Bất cứ thường thầy siêu lẽ ra để mà thường đi nghỉ, nhưng mà chỉ hỏi mà thường câu ngắn thôi. Câu hỏi này nó tới cách riêng tư một chút xíu là hơn 50 năm mà thường sống ở trong chùa, ở trong chiếc áo tu hành, và thường đã từng làm học trò, đã từng làm thầy. Bây giờ nhìn lại đó, khi mà chúng ta còn nhỏ vào chùa, mà chắc chắn là có những lần chúng ta bị người tình sự rầy, bị sư trưởng rầy. Lúc đó và lúc bây giờ mà hòa thượng nhớ lại đó, có khi nào hòa thượng thấy rằng khi mà mình còn nhỏ mình nghĩ khác mà bây giờ mình nghĩ khác không? Thì rõ ràng là người tình sự và sư trưởng rầy mình rất là nhiều lần, nhưng mà hồi hòa thượng còn nhỏ với bây giờ hòa thượng nhìn lại đó, thì có khác nhau theo thời gian không? Xin thỉnh hòa thượng chia sẻ một vài cảm nhận của hòa thượng về điểm này. Thưa quý vị, nó khác nhau mỗi một cái thời gian, cái tư tưởng suy nghĩ mình khác nhau. Hồi đó, khi mà chúng tôi qua bên chùa Vĩnh Giác để thuyết pháp, lúc đó thì chúng tôi đang ở xử lý. Một buổi chiều đó, ngày và thượng của chúng tôi, ngày tịnh sự, ngày ở trên Sài Gòn, đang ở Sài Gòn. Ở chùa Viên Giác thì lúc đó có bà tu nữ là bà cô Ba Thanh Trí, thì cô theo cái lệ của xin phép ngài là hồi đó theo cái truyền thống Bắc Tông là mùng 8 tháng giêng là cúng sao. Nhưng mà từ khi ngài trở về thì ngài biến cái chùa Vi Giác trở thành cái chùa Phật giáo Nam Tông, cho nên bỏ cái lệ đó, bỏ không có cúng sao. Thì bây giờ ngài chế, ngài gọi là chế đó, tức là cúng chư thiên thôi, cúng chư thiên. Đến lúc đó cô Ba Trí của qua bên chùa xử lý của tỉnh chúng tôi về để thuyết pháp. Mình còn nhỏ, mình đâu có biết cái gì, còn trẻ, hăng lắm. Cho nên khi mà thuyết pháp ngày hôm đó, chúng tôi kích bác về cái vụ cúng sao hạn. Và chúng tôi nói rõ ở trong Phật giáo, Đức Phật Ngài chỉ dạy về cái vấn đề nghiệp và quả của nghiệp thôi. Nếu mà mình muốn
cho mình được may mắn, được hanh thông thì mình nên tạo nghiệp thiện và đứng cái nghiệp ác, bỏ cái nghiệp ác, đừng có làm cái nghiệp ác. Còn khi mình đã tạo cái ác nghiệp rồi thì phải chịu quả, dù cho mình có cúng sao hạn, có giải hạn đi nữa thì cũng không thể nào tránh khỏi cái quả nghiệp đã gieo. Chúng tôi thuyết gì đại khái vậy thì qua đón xe đi lên trên Sài Gòn đến cái chùa Sư Lý, giảng đường Sư Lý quận 6, Phú Định. Cô mét với ngài hòa thượng, để có dịp chúng tôi đi lên trên đó để ghé đảnh lễ ngài và học hỏi thêm những điều mà chúng tôi thắc mắc đối với Phật pháp. Thì chưa chi cả mới bước vào thì ngài đã rầy, ngài đã quở. Ngài nói ông thuyết pháp về nó đụng chạm người ta ghét, và có đôi khi người ta thù hận cái người ta hại ông ấy. Cái lúc đó mình cố gắng mình cãi, mình nói bạch ngài, con thuyết pháp con thuyết đúng kinh điển chứ con đâu có thuyết sai đâu, mình đâu có biết đúng là bò con không sợ cọp đâu. Thưa quý vị, mình nghĩ rằng là thuyết đúng kinh điển, đúng tinh thần Phật giáo thôi, chứ mình đâu phải thuyết sai đâu. Mình sợ ngài nói ấy, xin không phải nói ông là thuyết sai pháp, nhưng mà xin nhắc là mình ông pháp sư thì phải thuyết đừng có đụng chạm người ta. Khi mà người ta bị đụng chạm đó thì người ta có cái sự phiền phức, người ta có ác cảm đối với việc pháp sư, làm sao mà giải pháp cho người ta được. Mình lúc đó mình cũng vân vân dạ dạ vậy thôi, nhưng mà bây giờ lớn rồi đó thưa quý vị, già rồi, mình ở trong cái vị trí này, vị trí của ông thầy, mình ngó lại mình đã thấy hồi mình còn trẻ mình cũng cãi lời ông thầy ghê lắm, mình cũng lý luận ghê lắm thưa quý vị. Thì một cái câu chuyện như thế đó thôi là cũng đủ thấy rằng là chúng ta còn trẻ đương nhiên cái tư tưởng nó khác, mà đến già cái tư tưởng nó khác. Cho nên mới có cái chuyện một linh mục, một mục sư cũng nói với người con trai, ông nói từ khi con 5 tuổi cho đến con 15 tuổi cha cho phép con được quyền nghĩ rằng con hơn cha, nhưng mà bắt đầu từ 15 tuổi cho đến 30 tuổi đó, 30-40 tuổi thì lúc đó cha cũng cho phép con nghĩ rằng con khôn bằng cha, nhưng mà từ 40 tuổi trở đi thì lúc bây giờ tự con sẽ hiểu rằng con còn thua cha. Đương nhiên hay lắm. Cho nên nó tùy theo cái thời kỳ, lúc mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta hăng, và chính là do cái tánh khí hiếu động hăng như vậy, cho nên chúng ta có những điều mà bị rầy bị quở, chúng ta mới chống chế, chúng ta cứ luôn luôn nghĩ rằng là mình đúng. Ông thầy quở mình như vậy là ông thầy sai, lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là ngài chắc lẽ là ngài binh cô tu lũ kia mà rầy mình, nhưng mà thật sự bây giờ đến lớn thì chúng tôi mới biết là ngài dạy như vậy đó là để cho một người đệ tử khôn lên, tức là sau này trên đường đời làm pháp sư phải khôn mới được. Và cũng chính nhờ bị quở lần đó đó, từ đó về sau khi mà chúng tôi dạy họ có thuyết pháp, chúng tôi cẩn ngôn, chúng tôi rất là thận trọng, nhất là bây giờ khi mà chúng tôi đi dạy ở học viện, trong đó có tăng ni sinh bắc tông khất sĩ, có nâng tông khất sĩ đầy đủ, thì chúng tôi dạy như thế nào để cho tăng ni sinh họ quan hỷ, họ học pháp, chứ họ học cái bộ môn của mình dạy như ví dụ pháp hay là Pali, luật Nam truyền, nhưng mà chúng tôi không muốn đá động đến
Đó. Và chính vì vậy cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ này, đến cái từng tuổi này, chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục dạy mà không có bị người ta ghét, người ta đuổi, người ta cho nghỉ việc, không có mất chớp từ người. Cái đó cũng là cái hay. Nhưng bây giờ khi mà mình đã hiểu được rồi, thầy của mình đã khuất bóng, cho nên chúng tôi muốn nói rằng là với tất cả các người trẻ, khi mà bị cha mẹ rầy hay là bị thầy quở trách, thì chúng ta nên nhớ những cái câu chuyện như vậy, để mà chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta phải kham nhẫn chịu đựng, gọi là khanh tiết. Cái chữ khanh tí đó thưa quý vị, hay là chữ khâm ná, quá chân nát khâm năng, tức là phải biết kham nhẫn với cái lời dạy dỗ, dầu cho mình cảm thấy buồn phiền, tự ái, bực tức, nhưng mà mình phải kham nhẫn. Nhưng mà rồi đến khi mà mình lớn lên, mình sẽ hiểu được chính những cái lời quở trách của thầy hay là của cha mẹ đã đưa chúng ta đi vào đời một cách an toàn, một cách mỹ mãn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận của Hòa Thượng Giác Cảm nêu như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Xin thỉnh Hòa Thượng trở lại để đúc kết bài học. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Thầy Sư. Thưa thì nhưng câu hỏi của Hòa Thượng Thầy Sư, kính thưa Hòa Thượng Thầy Sư đó, chúng tôi nhớ lại là 3 năm mà chúng tôi ở gần Ngài Thầy Sư đó, chúng tôi chưa bao giờ được Hòa Thượng Thầy Sư khen hết ở ngoài Ngài Thường Ngài Rầy. Và có nhiều khi Phật tử đến họ hỏi gì đó, Ngài biểu chúng tôi giảng cho họ, giải thích chuyện đó. Mà chúng tôi nghĩ mình giải thích cũng hay lắm mà sao Hòa Thượng hố khen, Hòa Thượng cứ chê, Hòa Thượng cứ Rầy. Và còn ở gần sư trưởng á, hồi nhỏ sư trưởng hay khẽ, giờ hay khẽ, tức là cái gì mà nói không đúng và chánh kiến, cái gì mà nói sai với Phật pháp, sư trưởng hay rầy lắm. Và phải nhận là hồi còn nhỏ và từ từ sư và từ rất là hiền, còn chúng tôi mà sư trưởng rầy như vậy, chúng tôi hay câu nhau là sư trưởng khó, có khi chúng tôi nói là từ từ sư trưởng khó. À, ví dụ cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà mình nói sai và sư trưởng sư rầy rầy mà rầy nặng lắm, rầy trước mặt mọi người. Nhưng mà thật ra sau này á, thì lớn lên ra đời, mình nhớ là những lúc đó rất là cảm ơn, rất cảm ơn, rất cảm ơn. Vì vậy hôm nay câu chuyện tự nhiên Đức Phật nói về luân hồi, và Ngài nói về sự lẫn quẩn. Tuy vậy ở trong đó còn có một cái ý nghĩa khác bên cạnh câu chuyện là Đức Phật là một vị quân vương bỏ ngôi, là một vị pháp vương. Ngài ở Xá Vệ thì ông vua trong nước là vua Ba Tư Nặc, và cái người giàu có trong nước là ông Cấp Cô Độc, là hộ trì Đức Phật. Thì có xá gì mà phải đến nhà ông Bà La Môn để mà nhận cơm liên tục 3 ngày. Nhưng Ngài cũng đến, không phải là cáo ủy viện, chỉ là cơm đó. Dạ, Ngài đến nhận cơm 3 ngày. Và thật ra ông này ông không có đủ, đúng lúc đó ông không đủ cái nhìn, không đủ khả năng để hiểu hết cái tấm lòng đại từ đại bi vô lượng của Đức Phật. Phải nói như vậy, tất cả chúng ta không ai hiểu được hết tấm lòng đại từ đại bi của Đức Phật đâu. Đừng nói chi tấm lòng đại từ đại bi của Đức Phật. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp là con cái sống cả đời không hiểu được hết tấm lòng của bà mẹ, hết tấm lòng của ông cha, không hiểu hết đâu. Mình nói thương là thương cái miệng như vậy thôi, chứ thật ra không hiểu hết, không thể nào hiểu hết. Cái chuyện đó nó rất là tự nhiên, rất là bình thường cuộc sống đó. Cái nhìn chúng ta không có đủ. Bởi vì vậy đó, chúng ta thường đọc lời sám hối, sám hối với Phật, sám hối với cha, sám hối với mẹ. Chúng ta thường nên sống khiêm tốn. Trong kinh Hạnh Phúc Đức Phật dạy không khiêm tốn. Khiêm tốn là mình nhận rằng và mình không hiểu hết, mình nhận rằng cái nhìn của mình nó kém cỏi, cái nhìn của mình phiến diện. Nhờ như vậy mà mình sống một cách khiêm hạ, không có tự cao tự đại, không có phách lối, không có tự thị, nghĩ rằng mình biết nhiều biết đủ rồi. Thật ra có nhiều khi có những chuyện mà cha mẹ thầy tổ, đừng nói chi tới Đức Phật, Đức Phật thì biết hết rồi. Có gì cha mẹ thầy tổ biết mà các vị không nói thôi. Chúng tôi nhớ là
Hồi xưa ở gần ngài Chan Pasno đó, ngài làm trụ trì chùa Bách Nana Chát, thì lúc bây giờ, và thưa quý vị, ngài có nói về một chuyện là các học tăng á, đến trong chùa có những cái việc làm khuất lấp, có làm sai quấy, nhưng mà ngài thấy cái nào được ngài cứ làm ngơ. Tại vì sao vậy? Không phải là ngài không biết cái sai quấy đó, nhưng ngài cho phép người đó có thời gian và có được cái thời gian để chuyển đổi, để thay đổi. Nên một lần nữa chúng ta đọc bài kinh này để cảm thấy hạnh phúc, để cảm thấy hữu duyên hữu hạnh là chúng ta biết được một bậc đạo sư, và chúng ta là đệ tử của ngài, đó là Đức Phật. Bậc đạo sư đó không phải chỉ là trí tuệ cao rộng vô lượng vô biên, mà lòng từ bi là vô hạn. Và cảm nhận được phần nào thôi lòng từ bi của Đức Phật thì đủ để cho chúng ta an lạc, chúng ta hạnh phúc. Đó là vài điều chúng tôi muốn tiếp theo lời của Hòa Thượng Thầy Siêu. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa Chư Tôn Đức đã vào chung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Bali Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Thầy Siêu. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ lành thay. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rung thành kính tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã biên soạn cũng như điều họp và đúc kết bài học ngày hôm nay, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu.